Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi cũng vừa mới mua về được. Chiếc xe này thì tôi cũng dọn dẹp qua đi một chút thôi, vừa rửa ráy, vừa mới tự dọn dẹp qua đi một chút quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 sedan nhập khẩu nguyên chiếc quý bạn nhé. Chiếc xe này là phiên bản 1.6 nhập khẩu sản xuất tại Đài Loan ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số thì cũng tương đối là đẹp rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 11 vạn km, còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Với chiếc xe Mazda 3 2010 nhập khẩu này thì chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi với cái giá là 325 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Ở cái phiên bản 2010 này thì chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, xe cũng đã được trang bị động cơ xăng 1.6 lít kết hợp với hộp số tự động và nội thất option thì rất là nhiều quý bạn nhé. Nội thất thì đã có ghế da cao cấp rồi, đầu màn hình camera lùi đầy đủ, cửa sổ nóc đầy đủ luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2011 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn tiếp tục xem video của chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. We'll be right back.
Thank you.